Trước khi bắt đầu thì tôi quay về ba tôi thắm cháu thở ẻo như vô ngoại chó này á, tôi được cho tôi sẽ đem nó đem vô cho tôi nha. Còn đây là lúc nó đắp xong thì mà ướt nhẹp luôn, chỉ chụp hình lại thôi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay video về Play to Radar. Thì hôm nay video của tôi đó bị bảo trì, ở lộn, game nó bị bảo trì nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ xóa hết cái những cái gì không cần thiết và tôi sẽ sửa lại game nha. Và nếu các bạn không muốn bị bảo trì về game thì các bạn hãy xóa hết những cái mà mình không vừa cần thiết và phải đau lại những cái game này bạn, hoặc là bạn đợi một tiếng hay là hai ba ngày gì đó thì nó sẽ tự hết bảo trì nha. Nó có rất là nhiều cách để cho mình để sử dụng hết hết bảo trì, có thể vô game được. Các bạn kiên trì đợi hoặc là lười gì đó, các bạn có thể xóa đi hoặc là tải lại chơi trong vòng ngày mai hay là ngày sau ngày tới nữa, các bạn sẽ có thể chơi game được nha. Bảo trì khá là lâu luôn và mình đã kiên trì lại và hót ra và xóa. Và đây là tôi sẽ xóa hết mấy cái app nha mọi người, đó vuốt hết nha. Còn đây là tôi sẽ tải lại cái app này. Đây là cái app tôi sẽ tải lại. Và biết đánh giá và chơi sao nha, quá tệ bị lỗi luôn. Đó, bây giờ tôi chờ đợi là tải cái game này lại. Các bạn nhớ xóa đi và tải lại nhé. Ok, giờ cài đặt xong thì mình sẽ vô game nha. Đây vẫn còn bảo trì nha mọi người. Rồi mình sẽ coi cách hướng dẫn vô game được mà không cần mình không bị bảo trì nha mọi người. Khắc phục lỗi và nó chỉ cho mình khắc phục lỗi nha. Dạ, đây là trên Facebook của mình nha mọi người. Đó, các bạn nam mình nhảy rất là đẹp luôn. Và mình cũng liên tục, mình liên tục luôn á. Giờ mình lướt Facebook trong lúc chờ đợi game nó hết bảo trì nha mọi người. Đó, giờ mình lướt xong video gì game mình đã tải về và vẫn còn bảo trì nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ vô game nha. Giờ mình tiếp tục chờ đợi. Lúc đầu chơi thì rất là nhiều người vô rất là yếu,
rất là lắc luôn. Đó, bây giờ mình chạy vô nha, đó xem thử coi sao. Lúc mới chơi thì rất là lắc luôn nha các bạn, nó văng ra ngoài luôn. Vô khá là chậm. Rồi mình đã vô game rồi nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi tìm bạn chéo tim nha. Chéo tim, mình sẽ kiếm một người bạn nào chéo tim. Lúc mới chơi thì mình chưa có biết gì hết, giờ mình tìm hiểu được thì mình cũng đã biết được chút đỉnh. Đi vậy giờ bạn ấy không nghe và không thấy luôn. Giờ mình sẽ đi nha, mình sẽ đi vòng vòng coi có gì nha. Mình sẽ coi vòng vòng coi có cái gì nè. Ở đây là pizza nè, ở đây là chỗ bán cá nè, bên kia là hàng ma, còn đây là bãi biển huyền và trò chơi. Thì mình sẽ đi ra biển nha, cho huyền lên chiếc huyền câu. Ok, đây là mình nha, giờ mình sẽ câu nha mọi người. Đó, một bạn hạ tim cho mình, đây là Yên Nhi hay là Yên Nhi gì đó, tại vì bạn ấy giết không giống. Giờ mình sẽ chọn nguồn câu, mình sẽ câu nha. Đó, giờ trước khi câu thì nó hiện lên cái chỗ hai điều khiển hai bên này nè. Rồi các bạn sẽ bấm ở trên, các bạn quăng nguồn câu xuống. Bạn nào chưa biết chơi có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái kênh YouTube nha. Ở đây là mình sẽ câu nè, mình sẽ chỉnh lo lớn lên. Đã đến khi nào có một cái bóng cá nhỏ hoặc là cái bóng cá bự á, các bạn nhớ câu nha. Khoan, các bạn câu thì khoan hãy kéo lên liền nha. Ui sợ quá sợ. Mỗi lần câu cá là một niềm hồi hộp nhất thôi. Mình rất là sợ đứt dây luôn á. Thì mình đang câu nha mọi người. Đó, các bạn thấy cái bóng này ha, cái bóng cá nó hiện lên. Các bạn đợi một hồi, khi nào nó cắn cái cọng dây á, nó kêu mè là các bạn nhấn đó, vậy đó. Thì các bạn kéo lên và các bạn bấm bảo quản. Ở đây mình sẽ vô cái nhà của mình. Nhà của mình lúc mới chơi thì chỉ là hộp sữa thôi, mình chưa có đủ tiền mua cái ngôi nhà bự 21k hay là 54k. Giờ mình sẽ đi vô nhà nha. Lúc này mình mới chơi thì chỉ là giờ năm thôi, còn đây là nhà của mình, chỉ có tivi và giường và quần cầu và rửa mặt thôi, chưa có đầy đủ. Giờ mình sẽ đi rửa mặt nha. Đó, mình rửa mặt xong rồi và tiếp tục mình sẽ đi cầu. Lúc mới chơi thì mình chỉ biết chơi đơn giản thôi, mình chưa có nâng cao. Và hôm nay mình sẽ quay video về bảo trì game và cách sử dụng câu cá và chơi các trang bị trò chơi cực kỳ ngu.
Video này có hay thì nhớ cho mình một like và một share, subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ.